Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với bản tin cuộc sống 24 giờ ngày 16 tháng 4 của kênh VTC14. Và mở đầu chương trình như thường lệ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin chính đáng chú ý. Tin tức trong chuyên mục tin sáng, công bố dịch lợn tai xanh tại Nam Định và Bắc Ninh. Tìm hiểu một sáng chế nông dân với 5 chức năng trong một giúp nâng cao năng suất lao động phù hợp với vùng sâu vùng xa. Trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng, cùng bàn về thị trường xuất bản sách văn học hiện nay khi mà nhiều cuốn sách có yếu tố tình dục đang được hướng đến như một thứ gia vị làm tăng độ nóng, sức hấp dẫn với độc giả. Tin tức nổi bật trên thế giới, ngành thời trang nam ở Afghanistan đang phát triển, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của người dân thủ đô Kabul. Dịch vụ xử lý rác thải giá rẻ, một mô hình quản lý chất thải nhằm khuyến khích việc tái chế và ủ phân từ rác thải tại Kenya. Ngày hôm qua, 15 tháng 4, đông đảo ngư dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã có dịp chia sẻ những khó khăn cũng như là những tâm tư nguyện vọng của mình về việc đánh bắt thủy hải sản trên biển với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ngư dân mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm và hỗ trợ từ nhà nước để yên tâm bám biển, bám ngư trường, bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Tại buổi gặp mặt, bà con ngư dân thuộc các nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải và An Vĩnh đã báo cáo với Chủ tịch nước về hoạt động nghề cá của huyện đảo Lý Sơn trong thời gian qua. Ngư dân bày tỏ mong muốn Chủ tịch nước quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng có chính sách hỗ trợ riêng cho những ngư dân thiệt hại vì gặp rủi ro trên biển, tăng cường các hoạt động ngoại giao với các nước để bảo vệ ngư dân hành nghề tại ngư trường thuộc chủ quyền Việt Nam, nâng cao hiệu quả của lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư để hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động nghề cá của ngư dân. Chia sẻ với những khó khăn của ngư dân, Chủ tịch nước hoan nghênh những thành quả lớn lao của ngư dân huyện đảo Lý Sơn từ đời này qua đời khác đã kiên trì bám biển, giữ vững ngư trường, mang lại nguồn lợi kinh tế không nhỏ cho đất nước, đồng thời khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia. Chủ tịch nước nêu rõ, hoạt động đánh cá diễn ra dài ngày trên biển, xa đất liền. Do vậy, các ngư dân phải đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Khi xảy ra sự cố, ngư dân cần thông tin chính xác kịp thời đến các cơ quan chức năng nghiệp đoàn để nhận được sự giúp đỡ. Bên cạnh đó, các ngư dân cần nắm rõ tọa độ đánh bắt, khai thác thủy sản tại ngư trường thuộc chủ quyền, không để ảnh hưởng đến công tác ngoại giao. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những bài viết nổi bật được đăng tải trên các trang báo sáng nay. Đầu tiên là trên báo Thanh Niên, bài viết của tác giả Đình Tuyển cập nhật tiếp tục thông tin về tình trạng sức khỏe của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Trước đó thì tờ báo này đã đưa tin là khoảng 6 giờ sáng ngày 14 tháng 4, ông Nguyễn Thanh Sơn bị đột quỵ khi đang đạp xe tập thể dục buổi sáng và được đưa lên thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu bằng trực thăng. Vào chiều ngày 15 tháng 4, ông Trương Hồng Dự là phó chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, thì tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã tương đối ổn định. Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cùng ekip bác sĩ của thành phố Cần Thơ đã phối hợp xử lý xong túi phình động mạch não bị vỡ cho ông Sơn bằng phương pháp đặt coil từ động mạch háng. Đây là một phương pháp không cần phải mổ và sau khi đặt coil thì chỗ mạch máu não bị vỡ đã kín lại và máu không tràn ra ngoài. Về một vụ việc đã tạo nên một làn sóng dư luận trong hai ngày vừa qua về việc chém giết người yêu rồi lên mạng giãi bày, hung thủ nhiều lần đánh đập người yêu là bài viết của nhóm tác giả Đức Thanh và Mai Hương trên trang 17 của tờ Tuổi Trẻ. Theo như tác giả đưa tin, vụ việc xảy ra giữa Đặng Văn Khuyến, 28 tuổi, quê ở huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế, tạm trú tại phường 22 quận Bình Thạnh, và người yêu cũ là Lê Thị Thúy Hằng, 24 tuổi, quê ở Quảng Ngãi, tạm trú ở phường 25 quận Bình Thạnh. Theo tác giả đưa tin, thì em ruột của chị Hằng cho biết anh Khuyến rất nóng tính, hai người đó rất dễ gây nhau. Mỗi lần gây nhau, anh ấy hay chửi chị Hằng thậm tệ, chửi giết quen miệng luôn. Mỗi lần chửi mà không giải quyết được thì anh đánh chị, thường là bạt tai, đánh vào vai và người. Còn theo như ông Lê Văn Thanh là cha ruột của chị Hằng, cho hay thì gia đình ông mới biết mối quan hệ tình cảm giữa Hằng và Khuyến, nhưng gia đình đã phản đối. Và ông Thanh cũng cho biết ông Thanh chưa lần nào được gặp mặt cũng như là tiếp xúc với gia đình Khuyến.
Theo như Trung tá Võ Văn Trai, trưởng công an quận 22, quận Bình Thạnh, cho biết rằng một tuần trước khi xảy ra vụ án mạng thì Lê Thị Thúy Hằng đã có gửi đơn cho công an quận Bình Thạnh tố giác việc khuyến tung hình nhạy cảm và nói xấu cô trên mạng, và Hằng có yêu cầu công an phường 22 mời Khuyến lên phường để giải quyết việc tung những hình ảnh này và nói xấu trên mạng. Nhưng khi Hằng vừa rời công an phường 22 thì Khuyến đã ra tay sát hại ngay chị Hằng. Ngày hôm nay sẽ diễn ra buổi họp trực tuyến tổng kết 13 năm thi hành luật hôn nhân gia đình năm 2000. Nhiều cơ quan và cũng nhiều cá nhân đã đề xuất ủng hộ việc hôn nhân đồng giới. Trên báo Tuổi Trẻ ngày hôm nay có đăng tải bài viết tổng hợp của tác giả Tâm Lụa. Bài viết trích dẫn rất nhiều ý kiến của cá nhân cũng như là nhiều cơ quan tổ chức với nhiều đề xuất ủng hộ hôn nhân đồng giới. Ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến là Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết vấn đề hôn nhân giữa những người đồng tính là một vấn đề thực tế diễn ra phổ biến công khai hiện nay. Việc quy định cho phép kết hôn hay không cần phải được điều tra thì phải phân tích và đánh giá, cân nhắc để có đủ cơ sở khoa học khi đưa vào luật. Bên cạnh đó cũng cần cân nhắc đánh giá các yếu tố xã hội khi quy định nội dung này vào trong luật. Đề xuất là cho phép kết hôn đồng tính vì đó là quyền được sống thật với chính mình, đó là quyền của con người. Ngoài ra thì bài viết này cũng trích ý kiến của Viện Nghiên cứu Thanh niên thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là cần xóa bỏ phân biệt đối xử về giới. Và ý kiến của Viện Khoa học Kiểm soát thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đó là luật thì không nên cấm việc kết hôn đồng giới. Tuy nhiên thì cũng cần bổ sung quy định là trường hợp người cùng giới tính có quan hệ chung sống có yêu cầu ly hôn thì tòa án không công nhận họ là vợ chồng. Sẽ có chế độ hỗ trợ người tham gia bắt tội phạm là bài viết của tác giả Nguyễn Cường trên trang 2 của tờ Tin tức cũng số ra sáng nay. Sáng ngày 15 tháng 4 thì tại Hà Nội, Ban chỉ đạo chương trình quốc gia phòng chống tội phạm Ban chỉ đạo 138 đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác quý 1 và triển khai công tác quý 2 năm 2013. Nghe Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh báo cáo công tác phòng chống tội phạm. Nhấn mạnh phòng chống tội phạm không chỉ là nhiệm vụ của ngành công an mà là của cả hệ thống chính trị toàn dân cùng tham gia. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể chính trị trong thời gian qua cũng như sự tham gia của quần chúng nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Theo như Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẩn trương xây dựng thì trình Chính phủ ban hành nghị định về chế độ hỗ trợ đối với các tập thể, cá nhân bị thương, hy sinh hoặc thiệt hại về tài sản khi tham gia công tác phòng và chống tội phạm. Vào ngày hôm qua, ngày 15 tháng 4, chính thức bắt đầu triển khai gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng cứu trợ thị trường bất động sản. Và hiện nay thì dù còn rất nhiều những ý kiến xung quanh gói hỗ trợ này, song những kỳ vọng có thể vực dậy thị trường bất động sản vẫn được thể hiện rất rõ. Tác giả Duy Phương của báo Đại Đoàn Kết đã có bài viết gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng cho bất động sản hợp lý hay không hợp lý. Theo một số chuyên gia trong lĩnh vực địa ốc thì nếu nhìn vào thực tế, trước đây thì 30.000 tỷ đồng có thể chỉ mua được vài trăm căn nhà, thì với thực trạng tồn kho và giá cả trên thị trường bất động sản hiện nay, 30.000 tỷ đồng có thể mua được vài ngàn căn hộ. Và nếu như vậy thì thị trường bất động sản hoàn toàn có thể kỳ vọng những giao dịch mua bán sẽ được ấm lên từ gói hỗ trợ này. Còn theo khẳng định của người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước, Thống đốc Nguyễn Văn Bình, đây không phải là câu chuyện cứu hay không cứu nữa, mà là hỗ trợ để bình ổn thị trường bất động sản. Và khi thị trường này được bình ổn thì sẽ có tác dụng lan tỏa tới toàn nền kinh tế. Ý kiến của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng thì cho rằng gói tín dụng 30.000 tỷ đồng tuy nhỏ nhưng rất quan trọng, cùng với việc không thu tiền sử dụng đất đối với những dự án xây dựng nhà ở xã hội, đây sẽ là gói kích cầu để có thể thúc đẩy tiêu dùng, từ đó tăng sản xuất nói chung và tạo sự tăng trưởng kinh tế. Cũng trên số ra sáng nay thì trên trang 1 và trang 3 của tờ Thanh Niên, tác giả Nguyễn Long có bài viết lấy tiền bình ổn giá để trả nợ. Cũng theo như tác giả thì ngày 15 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã chuyển kết luận điều tra sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng với lập báo cáo truy tố vụ án sử dụng trái phép tài sản xảy ra giữa Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Chế biến Thực phẩm Phú An Sinh có cơ sở giết mổ tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do ông Phạm Văn Minh, 48 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh làm giám đốc. Và theo kết quả điều tra cho thấy, với số tiền 16,5 tỷ đồng, ông Minh rút sạch trong vòng 3 ngày
từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 2010 và dùng để trả nợ cho bà Trần Thị Mỹ Hạnh 1 tỷ đồng, trả cho công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh 10 tỷ đồng, khoản tiền nợ mà ông Minh tham gia chương trình bình ổn giá của thành phố Hồ Chí Minh và trả lãi ngân hàng. Theo tìm hiểu của tờ Thanh Niên thì với số tiền 35 tỷ đồng, công ty Phú An Sinh chỉ trích vài tỷ đồng để mua heo từ người dân chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, còn số còn lại thì đã được sử dụng vào những mục đích khác. Trên báo Tiền Phong với loạt bài viết về doanh nghiệp vận lộn trong thời khó, nhóm tác giả Nguyễn Huy và Châu Loan đã có bài viết kỳ cuối với tựa đề Khi doanh nghiệp gục ngã. Bài viết tiếp tục nêu ra một trong số những nguyên nhân khiến cho các doanh nghiệp hiện nay gặp khó khăn dẫn đến giải thể, đó là khó tiếp cận vốn vay, lãi suất cao, sức ép từ hàng hóa ngoại nhập đã khiến nhiều doanh nghiệp teo tóp. Bài viết nêu dẫn chứng như là trụ sở Công ty Cổ phần Điện máy và Phát triển Công nghệ Đà Nẵng tại 65 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, nhiều tháng nay tháo biển đóng cửa, công ty trả mặt bằng, tuyên bố giải thể. Từ sau khi được cổ phần hóa vào năm 1994, hoạt động sản xuất thu nhiều lợi nhuận, nhưng từ năm 1990 trở đi thì nhiều mặt hàng do công ty sản xuất đã gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt của hàng ngoại nhập, thậm chí là nhập lậu, và từ vài trăm cán bộ công nhân viên, công ty chỉ giữ lại dăm 70 người. Hiện tượng này cũng đã diễn ra đối với công ty dệt len Thành Như Ý thuộc Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Trưởng phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Khoa học và Đầu tư Đà Nẵng, ông Nguyễn Đức Sa cho hay là riêng tháng 3 thì địa phương này đã có tới 15 đơn vị phải giải thể xóa tên với tổng vốn đăng ký là hơn 21 tỷ đồng. Theo như luật của Mỹ thì các doanh nghiệp nhập khẩu sẽ phải thanh toán các khoản thuế chống bán phá giá chứ không phải các doanh nghiệp xuất khẩu ở Việt Nam. Chính vì vậy thì thuế cá tra lẽ ra doanh nghiệp Mỹ phải chịu cũng là vấn đề được tác giả Quang Huy đăng tải trên trang 11 của tờ Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Với vai trò là người nhiều lần trực tiếp tham gia tư vấn các vụ kiện chống bán phá giá cho Việt Nam, luật sư Ngô Quang Thụy cho biết, trên thực tế, các nhà nhập khẩu Mỹ thường không muốn đứng tên hồ sơ với vai trò doanh nghiệp nhập khẩu nên nhiều doanh nghiệp nhập khẩu cá tra, cá ba sa của Việt Nam phải luôn đứng tên nhà nhập khẩu. Cụ thể thì doanh nghiệp Việt Nam phải thành lập doanh nghiệp ở Mỹ để nhập các hàng hoặc doanh nghiệp thiết lập chính bản thân họ là nhập khẩu không thường trú, rồi bán lại cho các doanh nghiệp Mỹ. Do đó, trong các vụ kiện chống bán phá giá cá tra và cá ba sa nhiều mặt hàng khác, thường thì doanh nghiệp chi nhánh ở Mỹ hoặc doanh nghiệp mẹ ở Việt Nam phải chịu thanh toán tiền thuế bị phạt. Và xác nhận tình trạng trên thì ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, lý do họ đưa ra là cá tra và một số mặt hàng khác của Việt Nam có nhiều rủi ro bị kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp nên chỉ muốn ký hợp đồng nhập khẩu DDP. Với loại hợp đồng này thì bên bán hàng phải thanh toán mọi cước phí vận chuyển, phải nộp tất cả các thứ thuế, có như thuế nhập khẩu, thuế bán phá giá trước khi được giao. Và đối với hoàn cảnh này thì theo như ông Trần Văn Lĩnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Tân Phước cho rằng các doanh nghiệp nhập khẩu phải tư duy theo chuỗi và trở thành một bộ phận trong chuỗi cung ứng của nhà nhập khẩu, khi đó thì lợi nhuận có thể giảm nhưng an toàn và bền vững hơn. Quý vị và các bạn, vào ngày 15 tháng 3, người tiêu dùng đã phát hiện ra một khay nho xanh tại siêu thị Big C The Garden có dán cửa Trung Quốc, nhưng trên tem thì lại ghi là nho xanh Việt Nam. Và sau khi vụ việc xảy ra, Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã yêu cầu đội quản lý thị trường số 6 kiểm tra siêu thị Big C The Garden và được đơn vị này cho biết là nho xanh tại Big C không phải là nho Trung Quốc. Thông tin này được đăng tải trên báo Tin Tức. Vào ngày hôm qua, ngày 15 tháng 4, bà Nguyễn Thị Như Mai, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội khẳng định là nho xanh bán tại Big C The Garden có dán cờ Trung Quốc được dư luận quan tâm thời gian qua không phải nho có xuất xứ từ Trung Quốc mà là nho Ninh Thuận. Khẳng định này căn cứ trên điều tra xác thực khoa học khách quan của Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội và Phòng An ninh Kinh tế Công an Hà Nội có sự chứng nhận của địa phương cung cấp, người quản lý nguồn cung cấp sản phẩm. Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, siêu thị Big C thừa nhận là dùng cờ các nước dán vào sản phẩm là đã vi phạm khoản 7 điều 30 Nghị định 75 về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, trong đó có nội dung quảng cáo tại luật quảng cáo. Với lỗi này thì lực lượng quản lý thị trường xử phạt Big C The Garden 35 triệu đồng. Nhiều hộ dân ở Bắc Cạn đã lạm dụng thuốc diệt cỏ vào thời kỳ xử lý thực bì để trồng ngô, trồng rừng và làm cỏ cho các diện tích rong giềng đồi ngô. Và đây cũng là vấn đề được nhóm tác giả Đức Hiếu trình bày trên trang 13 của tờ Tin Tức với nhan đề Lạm dụng thuốc diệt cỏ ở vùng cao Bắc Cạn.
Theo như tác giả thì huyện Bắc Nẵm có diện tích đồi ngô lên đến gần 3.000 hecta, diện tích rong giềng là 218,1 hecta. Và để diệt cỏ thì bà con đã dùng nhiều loại thuốc như Owen hay còn gọi là thuốc cỏ cháy, thuốc Oxyfom và một số thuốc do Trung Quốc sản xuất. Việc lạm dụng thuốc trừ cỏ tràn lan dù đã được chính quyền địa phương nắm rõ, tuyên truyền, vận động nhưng bà con vẫn sử dụng. Và dọc tuyến đường từ chợ Rã lên trung tâm huyện Bắc Nẵm có thể bắt gặp hình ảnh những người nông dân phun thuốc diệt cỏ trên những ruộng ngô. Và do dễ sử dụng, không phải bỏ nhiều công sức nên rất nhiều trong xã cũng đã phun thuốc diệt cỏ. Và do chính tâm lý đó thì đã dẫn đến việc bà con sử dụng thuốc diệt cỏ một cách rất tràn lan. Và ngay cạnh ruộng nhà ông Nà Văn Cường, thôn Thôm Mèo, xã Xuân La thì diện tích trồng rong giềng hơn 1 hecta của ông Ma Văn Đảo đã bị cháy xém do sử dụng thuốc diệt cỏ quá liều. Và thiết nghĩ thì chính quyền địa phương cần phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý việc buôn bán thuốc diệt cỏ trái phép, đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức và hạn chế thuốc diệt cỏ trên nương đồi, đặc biệt là không mua và sử dụng những thuốc diệt cỏ không rõ nguồn gốc. Cũng trên báo tin tức mà tác giả Thu Trang có bài viết phản ánh về tại thủ đô, các khu đô thị mới được mọc lên khang trang nhưng có một thực trạng là hiện nay đang thiếu trầm trọng trường học. Bài viết cho hay, nhiều khu đô thị tại Hà Nội đã đi vào hoạt động hàng chục năm mà vẫn không có đủ hệ thống trường học theo đúng quy định. Qua kết quả kiểm tra tại thành phố Hà Nội, tại 10 khu đô thị đã đưa vào sử dụng, gồm có Yên Hòa, Nam Trung Yên, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Mỹ Đình Mễ Trì, Dương Nội, Văn Quán, Yên Phúc, Văn Phú. Theo quy hoạch có 38 trường học, nhưng hiện nay thì mới xây dựng và đưa vào sử dụng 27 trường. Trong đó chỉ có 4 trường công lập, còn lại 11 trường chưa xây dựng xong. Điều đáng nói là hầu hết các khu đô thị này đều đã được đưa vào sử dụng từ nhiều năm qua. Việc các khu đô thị đang thiếu trường học hoặc chủ yếu là trường tư thục đã dẫn đến các trường công lập xung quanh đó đã phải gánh thêm số lượng học sinh từ các khu đô thị nên dễ dẫn đến tình trạng quá tải. Trong khi đó thì nhiều quỹ đất xây trường học tại nhiều khu đô thị hiện nay đang bị bỏ hoang. Tìm người Việt Nam thứ hai bay vào vũ trụ là bài viết của tác giả Lê Nga trên trang 6 của Tờ Thanh Niên cũng số ra sáng nay. Tối ngày 15 tháng 4 thì nhãn hàng AC thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Unilever phối hợp cùng thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh công bố chiến dịch tìm người Việt Nam thứ hai bay vào vũ trụ. Chiến dịch này được AC phát động vào 63 quốc gia, trong đó có cả Việt Nam. Và tại Việt Nam, sau khi các bạn trẻ, cả nam và nữ đăng ký tham dự trực tiếp tại 4 tỉnh thành Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ hoặc trực tuyến, vòng sơ tuyển sẽ chọn ra 100 người để trải qua quá trình khám tuyển chuyên sâu tại Viện Y học Hàng không cũng như xét tuyển tiếng Anh, sau đó chọn lại 15 người để tham gia chương trình truyền hình thực tế. Vòng cuối cùng chọn ra một thí sinh xuất sắc nhất đại diện Việt Nam tham dự khóa huấn luyện cùng với đại diện các quốc gia khác tại trại huấn luyện không gian toàn cầu AC của Mỹ vào tháng 12 năm 2013 trong vòng 2 tuần. 22 thanh niên ưu tú nhất về thể chất và trí tuệ của 63 quốc gia này sẽ được bay vào vũ trụ trên máy bay để trải nghiệm ở thể thái tăng, giảm trong trọng lượng, ngắm nhìn trái đất từ khoảng cách 110 km. Toàn bộ hành trình này kéo dài trong 2 giờ và những người tham gia vào chuyến bay sẽ có 30 phút trải nghiệm trong vũ trụ. Dự kiến chuyến bay sẽ xuất phát ở Mỹ vào tháng 1 năm 2014. Tiếp tục chương trình với các tin tức trong nước khác. Thưa quý vị, vào khoảng 19 giờ 20 phút vào tối qua, tại tầng 1 chợ Phủ Lý, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến hàng trăm tiểu thương kinh doanh tại đây hoảng loạn. Theo các nhân chứng, ngọn lửa bắt nguồn từ một quầy bán hàng mỹ phẩm nằm ở tầng 1, sau đó bùng phát mạnh ra các ký ốt tiếp theo và thiêu rụi nhiều gian hàng. Nhận được tin báo, 70 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng nhiều xe cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường để chữa cháy. Sau 15 phút, đám cháy cơ bản bị khống chế, đến khoảng 20 giờ 15 phút thì bị dập tắt hoàn toàn. Do khu chợ gần trục đường giao thông chính quốc lộ 1 giao đường Lê Lợi nên đám cháy đã gây ách tắc giao thông một đoạn đường dài. Thời điểm xảy ra vụ cháy là lúc tan chợ. Các chủ hàng đã về hết nên rất may không có thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày hôm qua ở tỉnh Nam Định và Bắc Ninh vừa công bố dịch lợn tai xanh khi mà dịch bệnh này đang gây lây lan nhanh chóng trên diện rộng. Tại Nam Định, tính đến thời điểm này thì dịch đã xảy ra tại 192 thôn xóm, trong đó tập trung tại hai huyện Trực Ninh và Xuân Trường. Tổng số lợn ốm đã lên tới gần 10.900 con, trong đó tiến hành tiêu hủy hơn 3.500 con của 820.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định đã giao cho Ủy ban Nhân dân các huyện như Trực Ninh, Xuân Trường, Nghĩa Hưng, Hải Hậu có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân trong toàn huyện thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Chi cục Thú y Bắc Ninh mới đây cũng đã kết luận đàn lợn của huyện Thuận Thành đã bị mắc chứng bệnh tai xanh. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương cho thấy có virus tai xanh tại các mẫu bệnh phẩm. Đến ngày 12 tháng 4, số lợn mắc bệnh đã lên tới 215 con ở 27 hộ chăn nuôi và có chiều hướng lây lan nhanh. Trước thông tin những ngày gần đây tại tỉnh Ninh Thuận có hàng trăm nghìn con chim yến bị chết do nhiễm cúm H5N1, là địa phương cách không xa Ninh Thuận, Bình Thuận cũng đang khẩn trương triển khai các công tác phòng chống dịch cúm. Ngoài việc có các cơ sở nuôi yến, tại đây cũng có các đàn gia cầm số lượng lớn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát tán dịch. Những ngày qua, thông tin gần 5.000 con chim yến tại Ninh Thuận chết do nhiễm cúm H5N1 đã khiến người nuôi tại Bình Thuận rất lo lắng, bởi đàn yến của họ chỉ cách vùng có dịch chưa tới 150 km. Chúng tôi cũng nghe cái thông tin như vậy thì cũng phải lo lắng buồn chứ. Cũng vì bắt đầu là nuôi, chưa có thu hoạch được cái gì hết á. Thành ra cũng phải lo. Nghĩ là ở trên trời nó ban trời thôi đó, nó đâu có hoạt động ở chỗ sớm đồ đâu. Đó, chỗ nào đó thì chỗ đó nó bù đó. Theo thống kê của Chi cục Thú y tỉnh Bình Thuận, hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 50 cơ sở nuôi chim yến. Đa số đều đang phát triển theo hướng tự phát nhỏ lẻ, hộ gia đình, nên hầu hết là không có nhiều kinh nghiệm, quy trình kỹ thuật chưa bài bản, nên nếu lây nhiễm sẽ dẫn đến rủi ro cao cho người nuôi. Ngoài việc nuôi chim yến trong khu dân cư, nếu chim yến mắc H5N1 thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân, do phân chim có thể rơi vãi trên mái nhà. Và nếu mà trường hợp mà phát hiện được trên chim yến có dấu hiệu bất thường, thí dụ như là có dấu hiệu bệnh hoặc là chết bất thường với số lượng nhiều, thì người chủ nuôi chim yến cũng nên báo với chính quyền địa phương hoặc là báo với cơ quan thú y để chúng tôi tiến hành cái vấn đề lấy mẫu, kiểm tra, xác định dịch bệnh. Và nếu xác định được là cái vấn đề H5N1 thì phải áp dụng những biện pháp để xử lý đàn yến, tránh cái chuyện mà có thể lây lan với những cái đàn chim yến khác hoặc là cái đàn gia cầm nuôi. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành địa phương khẩn trương triển khai công tác phòng chống dịch cúm H5N1. Lập các đoàn kiểm tra tiến hành công tác phòng chống dịch không chỉ với chim yến mà còn đối với các loại gia cầm khác. Ngoài yến nuôi, từ cuối năm 2012, số lượng gia cầm trong dân ở Bình Thuận cũng tăng mạnh. Tổng đàn đã lên hơn 3,5 triệu con, chưa kể số vịt chạy đồng. Đa số những đàn gia cầm này vẫn chăn nuôi ở quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình. Mầm bệnh vẫn lưu giữ trong môi trường và ngay trên vật nuôi. Vì thế, nguy cơ dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu người dân không có ý thức tốt trong việc phòng bệnh. Cơ quan Thú y vùng 6 cũng vừa có văn bản báo cáo về tình hình giám sát chim yến chết tại địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Theo báo cáo, thì từ ngày 4 đến ngày 12 tháng 4, cơ quan này đã tiến hành lấy mẫu 17 trên 54 cơ sở nuôi yến tại 3 phường Đạo Long, Tấn Tài và Kinh Dinh. Qua xét nghiệm các mẫu yến sống, thì mẫu tổ chim và mẫu phân chim thì cho kết quả âm tính cúm AH5N1. Cơ quan Thú y vùng 6 cũng xác nhận đến nay có 2 cơ sở nuôi chim yến bị chết sau khi lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm đều dương tính với cúm AH5N1. Trên báo Tiền Phong, tác giả Nguyễn Hoài có bài viết "Thị trường truyền hình trả tiền không thể một mình một chợ". Theo bài viết này, thì trong khi Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam có ý kiến rằng nên hạn chế doanh nghiệp viễn thông gia nhập thị trường, nhiều chuyên gia đã cho rằng đã đến lúc phải phá vỡ thế gần như một mình một chợ. Bài viết trích dẫn ý kiến của Nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Mai Liêm Trực. Ông cho rằng, thị trường truyền hình hiện nay manh mún và thiếu đồng bộ, phần lớn chỉ tập trung ở đô thị, trong khi các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa gần như không có. Theo tính toán thì trong 3 năm qua, giá dịch vụ trả tiền truyền hình ở Việt Nam liên tục tăng. Vào năm 2009, giá dịch vụ truyền hình cáp là 44.000 đồng một TV một tháng, sau tăng lên là 65.000 đồng. Ngày 1 tháng 5 năm 2011 tăng lên 88.000 đồng và từ ngày 1 tháng 9 năm 2012 là 110.000 đồng. Việc giá thuê bao tăng 2,5 lần trong vòng 3 năm, cũng theo ông Trực, là hệ quả của việc chúng ta chưa có thị trường truyền hình trả tiền cạnh tranh. Ngày hôm qua 15 tháng 4, quy định xử phạt hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện của Bộ Công an đã bắt đầu có hiệu lực trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên thì tại nhiều địa phương, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, thì lực lượng cảnh sát giao thông chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở và tạo điều kiện cho người dân đi làm thủ tục sang tên đổi chủ mà chưa thực hiện xử phạt.
Tại các chốt giao thông làm nhiệm vụ ở Hà Nội, lực lượng cảnh sát giao thông không được phép dừng xe, kiểm tra rồi xử phạt người đi xe không chính chủ ở ngoài đường. Chỉ trong trường hợp người vi phạm bị giữ xe hoặc giấy tờ, những trường hợp xe không chính chủ sẽ bị xem xét xử phạt tại trụ sở. Trước đó, Bộ Công an đã có văn bản gửi Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai xử phạt đúng quy định, yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông không dừng xe trên đường để kiểm tra xe có chính chủ hay không, hoặc khi xử lý vi phạm, không được yêu cầu người điều khiển phương tiện phải chứng minh là xe đó có chính chủ hay xe mượn của người thân, bạn bè. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội còn lập ra một đường dây nóng để tiếp nhận những phản ánh của người dân khi phát hiện lực lượng cảnh sát giao thông làm chưa đúng nhiệm vụ thẩm quyền. Tùy mức độ vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ đưa ra hình thức kỷ luật cụ thể. Cũng trong ngày đầu thực hiện, lượng người đến các địa điểm làm thủ tục đăng ký sang tên đổi chủ phương tiện ở Hà Nội tăng 5,1% so với những ngày trước đó. Tuy nhiên, hiện số lượng xe không chính chủ trên địa bàn thủ đô vẫn còn rất lớn. Đơn cử đối với phương tiện ô tô, đến nay mới chỉ có trên 3.000 trong tổng số 500.000 chiếc được sang tên đổi chủ. Ngày hôm qua, Bộ Xây dựng đã công bố thông tư quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai dự án bất động sản và tình hình giao dịch bất động sản. Theo đó, vào các ngày 25 hàng tháng, thì các sàn giao dịch bất động sản phải báo cáo về tình hình giao dịch mua bán đối với nhà ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, kể cả mua bán nhà hình thành trong tương lai, về Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và Bộ Xây dựng. Các giao dịch cho thuê nhà ở, mặt bằng kinh doanh, văn phòng cho thuê đất mặt bằng sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp cũng phải báo cáo. Trong trường hợp các sàn giao dịch bất động sản không báo cáo theo quy định, Bộ Xây dựng sẽ có công văn gửi đơn vị, đồng thời gửi Sở Xây dựng yêu cầu Sở Đôn đốc kiểm tra và công khai đăng tải thông tin về vi phạm trên website của Bộ Xây dựng, website mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam. Nếu vi phạm lần thứ hai sẽ bị đình chỉ hoạt động. Việc báo cáo bắt đầu từ quý 3 năm 2013. Ngày hôm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã công bố dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản. Theo đó, nếu nuôi trái phép động vật quý hiếm sẽ bị phạt tới 1 tỷ đồng. Cụ thể, theo dự thảo, tổ chức và cá nhân tổ chức tham quan phong cảnh trái phép trong rừng sẽ bị phạt từ 50 đến 200 nghìn đồng. Tổ chức đưa người vào nghiên cứu khoa học, đi du lịch trái phép ở rừng đặc dụng, thu thập mẫu vật trái phép trong rừng bị phạt từ 1 đến 4 triệu đồng. Cơ quan hữu trách sẽ phạt từ 400 triệu đến 1 tỷ đồng đối với tổ chức và cá nhân nuôi trái phép từ 8 cá thể động vật rừng thuộc loại nguy cấp, quý hiếm nhóm 1B trở lên. Một thông tin vui đối với các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản xuất khẩu, đó là Bộ Tài chính đang đề xuất bổ sung thêm đối tượng vay vốn theo cơ chế tín dụng xuất khẩu là các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để mua thức ăn chăn nuôi thủy sản phục vụ xuất khẩu. Theo đó, để được vay vốn theo cơ chế tín dụng xuất khẩu, các doanh nghiệp phải có hợp đồng xuất khẩu hoặc hợp đồng bán thủy sản cho doanh nghiệp chế biến xuất khẩu. Thứ hai là có phương án nuôi thủy sản phục vụ xuất khẩu có hiệu quả, được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định và chấp thuận cho vay. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các quy định về đảm bảo tiền vay theo quy định của pháp luật hiện hành, phải mua bảo hiểm tài sản tại một doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn. Theo đề xuất, mức cho vay tối đa bằng 85% tổng nhu cầu mua thức ăn chăn nuôi thủy sản phục vụ xuất khẩu. Thời hạn cho vay được xác định theo khả năng thu hồi vốn, phù hợp với đặc điểm của từng phương án vay vốn nhưng không quá 12 tháng. Với một quốc gia nông nghiệp như Việt Nam thì trong đời sống đã và đang có rất nhiều những sáng chế hữu ích và thiết thực đến từ người nông dân để phục vụ chính nông dân. Và có thể nói họ đã vượt qua những khó khăn về tài chính, hiểu biết về khoa học để chế tạo máy chính thống. Nhưng với những bộ óc sáng tạo và bàn tay tài hoa thì những người sáng chế đã cho thấy là họ rất có nghề và được rất nhiều bà con biết tới. Như một ví dụ của một người nông dân ở tỉnh Hà Nam, bằng kinh nghiệm và sức sáng tạo của mình đã kết hợp được 5 chức năng khác nhau, đó chính là tách bắp, vỏ đậu tương, tuốt lúa, tuốt đậu phộng và vỏ đậu xanh trong cùng một chiếc máy. Để có được chiếc máy này thì ông Đinh Công Viên ở xóm 5 thuộc xã Khả Phong, huyện Kim Bảng đã đầu tư 30 năm công sức nghiên cứu và hiện nay thì thành quả của ông đang được nhiều bà con khắp các tỉnh thành ưa thích. Đây là chiếc máy 5-1 đầu tiên ông Viên chế tạo và giữ lại dùng đến ngày nay. Chiếc máy có thiết kế khá đơn giản với đầu nổ, bệ đặt máy, hệ thống bánh xe và lớp vỏ bao bọc được tận dụng từ thùng phi. Máy hoạt động nhờ quả lưu, hệ thống băng tải, mu ly, dây curoa và bộ phận bóc tách. Chính nhờ bề mặt quả lưu được hàn gắn các thành thép tạo thành hình tròn, nên máy có thể thực hiện được nhiều chức năng khác nhau.
Sau đó, hệ thống trục sàng và quạt gió sẽ làm sạch sản phẩm và đưa ra ngoài. Đầu tiên suy nghĩ ra là có điện để là mua motor về nắp ráp vào, xong nghĩ ra máy nắp ráp vào, xong khi làm lần thứ nhất nó không thành công thì lại phá ra làm lần thứ hai rồi cuối cùng lại cũng không được, rồi phá ra lại làm lần thứ ba nữa mới kết quả. Sau nhiều lần cải tiến, đến nay chiếc máy 5-1 của ông Viên có thiết kế nhỏ gọn hơn, lớp vỏ bọc làm bằng lá thép được cuộn tròn thay vì dùng thùng phi như trước kia. Quả lưu cũng được thiết kế gọn nhẹ hơn với những cảnh thép được hàn trên bề mặt quả lưu. Chiếc máy có thể bóc tách 2-3 tấn ngô trong một giờ, tính ra bằng khoảng 15-20 lao động thủ công làm việc trong ngày. Nếu so sánh năng suất với những chiếc máy chỉ thực hiện một công việc thì chiếc máy này có phần kém hơn, nhưng lại có ưu điểm ở thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với vùng sâu, vùng xa, quy mô nhỏ. Giúp bà con nông dân coi như là đỡ mệt mà nhọc, đỡ vất vả, làm nó cũng nhanh, gọn, tiện, đi các ngóc ngách nhỏ bé đều được hết. Phải mất khoảng 1 tháng để ông Viên có thể lắp ghép hoàn chỉnh chi tiết máy vì các thiết bị chủ yếu phải nhập từ bên ngoài. Hiện ông đang lắp ghép thêm máy cho bà con ở nhiều vùng trên cả nước như Thanh Hóa, Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội với giá thành khoảng 6-7 triệu đồng một chiếc. Với những thành công của mình, ông Viên đã vinh dự nhận giải 3 cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ 4, cùng với nhiều bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng. Ông tiếp tục góp thêm một gương mặt, một cái tên đáng khâm phục trong số những người nông dân thông minh, cần cù và sáng tạo của Việt Nam. Tiếp theo chương trình cùng đến với câu chuyện buổi sáng, cùng bàn về thị trường xuất bản sách văn học hiện nay khi mà nhiều cuốn sách có yếu tố tình dục đang được hướng đến như một thứ gia vị làm tăng độ nóng, sức hấp dẫn đối với độc giả. Tin tức nổi bật trên thế giới qua chuyên mục Cuộc sống bốn phương, ngành thời trang nam ở Afghanistan đang phát triển góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của người dân thủ đô Kabul. Dịch vụ xử lý rác thải giá rẻ, một mô hình quản lý chất thải nhằm khuyến khích việc tái chế và ủ phân rác thải tại Kenya. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, tình dục là một phần của cuộc sống và có thể thấy trong rất nhiều những câu chuyện trao đổi hàng ngày thì đây cũng đã là một chủ đề được nhiều người tác tới. Và trong thời gian gần đây thì tình dục, một phần thiết yếu của cuộc sống này cũng đã được nhiều nhà văn phản ánh và đưa vào tác phẩm của mình. Và mỗi khi được đưa ra thị trường thì lại có rất nhiều những ý kiến trái chiều khác nhau. Có bộ phận độc giả cho rằng đó là một tác phẩm văn học đích thực. Có người thì lại cho rằng đó đơn giản chỉ là một cuốn sách mô tả thực tế trần trụi và phản cảm. Thế nhưng, điểm chung là trước khi đưa ra những lời nhận xét này thì phần lớn công chúng đều bị hút vào các tác phẩm như vậy. Và trong câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là tại sao những cuốn sách đề cập có yếu tố tình dục lại gây cơn sốt đối với độc giả đến vậy và đâu là những cái được cho là đang bị thiếu ở thị trường xuất bản sách văn học hiện nay, nhìn từ các nhà văn, nhà xuất bản và đến cả người đọc. Tại các hiệu sách và thư viện, 50 sắc thái, một cuốn sách của tác giả Anh Erika Michel James được nhiều độc giả Việt Nam tìm mua. Số lượng bán rất là chạy. Ví dụ như ngày 8 tháng 3 vừa rồi thì bọn mình bán tới mỗi ngày phải 30 bộ. Còn những ngày thường thì trung bình là 10 bộ, có hôm thì 5 bộ. Mỗi bộ sách là 3 cuốn, hơn 2.000 trang với giá 500.000 đồng. Đại diện Alpha Book, đơn vị phát hành cuốn sách này tại Việt Nam cho biết, cho ra thị trường gần 1.500 bản từ tháng 1. Đến nay đơn vị này đã chuẩn bị xuất bản tiếp do nhu cầu của độc giả quá lớn. Trong thời gian gần đây thì Alpha sẽ có kế hoạch tái bản. Tôi cũng thấy rất là vui vì đấy là một cái điều mà chứng tỏ là độc giả có quan tâm, chứ không phải chỉ có phê phán, phán xét rồi chúng tôi làm cái thứ mà không biết là nó sẽ gây tác hại như thế nào, mà chắc chắn là có những sự quan tâm và mọi người cảm thấy là có một cái sự đồng cảm nhất định khi mà độc giả tìm đến bộ sách này. Một cuốn sách được cho rằng đậm đặc yếu tố tình dục lại được công chúng đón nhận dù nhiều khen chê, cũng đã cho thấy một phần tư tưởng đã thoáng hơn khi đề cập đến các vấn đề trước đây được coi là tế nhị trong một bộ phận người đọc.
tôi nghĩ là các cái quyển sách viết về vấn đề tình dục nó hơi mạnh tay một tí thì sẽ gây ra nhiều cái chiều hướng ấy. Nhưng mà thật ra bây giờ tôi thấy những cái quyển sách đấy được các bạn trẻ tìm đến và đánh giá rất là cao về những cái quyển sách đấy. Kiểu như nó sẽ đem đến một cái quan niệm mới, một cái nhìn mới về những cái vấn đề thật sự là cần thiết. Tôi nghĩ đó là một vấn đề cần thiết trong cuộc sống hiện đại. Khi mà các cái tác phẩm văn học hay là hội họa biểu thị tình dục của con người đấy là chuyện bình thường. Xuất bản năm 2008, Nháp của nhà văn Nguyễn Đình Tú, một cuốn sách được cho rằng có đến gần 1/3 là những trường đoạn nóng bỏng, đến nay đã tái bản lần thứ 3. Tuy nhiên, điều làm cho người đọc cuốn hút vào Nháp chính là làm cho độc giả có cảm giác đang cùng đồng hành với những phận người ẩn chìm sau câu chữ. Bởi vì có một thời kỳ quá dài văn học của chúng ta không đề cập đến sách. Bởi vì một thời kỳ quá dài văn học của chúng ta coi sách hay những vấn đề liên quan đến tình dục là một thứ cấm kỵ. Thế thì độc giả người ta không được đọc, không được biết những cái đó. Và bây giờ người ta muốn được thưởng thức sách, thưởng thức tình dục dưới dạng văn học xem nó là ra làm sao. Minh chứng cho cái thiếu của thị trường và mức độ quan tâm của độc giả đó chính là sự xuất hiện của 50 sắc thái trên hàng sách mới, dù đã xuất bản được gần 4 tháng nay. Bên cạnh đó là những cuốn sách có yếu tố tình dục mà người đọc có thể nhận diện ra ngay từ bìa sách. Thế nhưng, trong số những cuốn sách này, đâu được gọi là những ấn phẩm văn học đích thực, miêu tả sách mà không khiến cho độc giả đỏ mặt, xấu hổ, coi đó là dung tục thì ít người biết rõ. Đó chính là bởi định hướng đọc cho độc giả vẫn là một khâu ít được chú ý. Như với cuốn 50 sắc thái, dù trước khi vào Việt Nam đã nổi tiếng trên thế giới, nhưng khi đi tìm một nhà văn có thể viết lời tựa cho cuốn sách này, An Phong Búc cũng gặp rất nhiều khó khăn. Viết để định hướng cho độc giả rằng là tại sao chúng ta lại đọc và chúng ta sẽ nhìn nhận nó theo cái khía cạnh nào. Thì tôi nghĩ là cái việc này ban đầu có vẻ nó hơi kỳ quặc, thực sự là như thế. Trong quá trình tôi đi tìm người viết cho phù hợp cũng thấy mình hơi gian chân, bởi vì là nó lạ quá. Bởi vậy mà không chỉ 50 sắc thái mà nhiều tác phẩm khác khi đưa ra thị trường hay giờ đều phụ thuộc hoàn toàn vào độc giả. Theo cảm giác một phần là vì tò mò và một phần hiểu biết về điều này nó sẽ như thế nào và cảnh tượng sẽ ra sao trong đầu. Còn rất nhiều cuốn sách hiện nay người ta miêu tả một cách rất là thô tục và nó làm cho người ta phản cảm. Và cái thứ hai nữa là đôi khi làm cho người ta khó chịu và đôi khi người ta làm giới trẻ nó bị sốc. Trong lúc thiếu định hướng thì yếu tố giật gân, câu khách vẫn trở thành một điểm để thu hút bạn đọc. Công chúng có thể tìm đọc và chỉ đơn thuần vì tò mò. Nhà văn thì tin tưởng hoàn toàn vào độc giả. Độc giả hoàn toàn tin vào nhà văn. Các nhà xuất bản, phát hành thì dựa trên thị hiếu của đám đông. Bởi vậy, những hiện tượng như 50 sắc thái chắc chắn sẽ không chỉ có một. Dù rằng, việc ngày càng có nhiều cuốn sách đề cập chân thực cụ thể về tình dục được cho là tín hiệu cho thấy người Việt Nam đang có cái nhìn phóng khoáng hơn. Còn ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin về những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 16 tháng 4 năm 2013. Ngày hôm nay tại Hà Nội, Đại sứ quán Hoa Kỳ sẽ kết hợp với Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo xây dựng xanh và năng lượng hiệu quả. Mục đích của hội thảo là giúp tăng cường các tập quán xây dựng xanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với kiến thức chuyên môn, công nghệ và những cách làm hay của Hoa Kỳ trong lĩnh vực này. Hơn 140 đại diện chính phủ, ngành nghề và tổ chức đa quốc gia sẽ tham gia hội thảo này. Vào sáng ngày hôm nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục phiên đấu thầu vàng miếng thứ 7 với khối lượng 26.000 lượng vàng. Giá tham chiếu để các doanh nghiệp đặt cọc 10% là 41,3 triệu đồng. Mức tham chiếu này đang thấp hơn khá nhiều so với niêm yết bán vàng SJC trưa hôm qua, quanh 41,8 triệu đồng mỗi lượng. Diễn biến này khác với các phiên trước, khi giá tham chiếu thường chỉ thấp hơn vài 300.000 đồng so với thị trường. Phiên đấu thầu sáng nay diễn ra trong bối cảnh thị trường quốc tế lẫn trong nước vừa có cú rơi tự do. Qua 6 phiên đấu thầu, đã có 158.200 lượng vàng được bơm ra thị trường. Ngày hôm nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ áp dụng duy nhất một loại vé tham quan tại khu vực Đại Nội với tên gọi mới, vé tham quan Hoàng Cung. Trước đây, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã phát hành riêng một loại vé cho tham quan Đại Nội và một loại vé tham quan Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.
Tuy nhiên, việc phát hành cùng lúc hai loại vé gây một số bất tiện, hy vọng sẽ tạo điều kiện cho các đoàn khách du lịch mở rộng thêm phạm vi tìm hiểu khu vực Hoàng cung Huế và trải nghiệm các hoạt động mới phục vụ du khách. Ngày hôm nay, tại Hà Nội sẽ diễn ra chương trình ca nhạc Trái tim yêu thương với những ca khúc xoay quanh chủ đề tình yêu đang được yêu thích. Đêm nhạc sẽ có sự góp mặt của các ca sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Văn Mai Hương, Lưu Hương Giang. Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng hoạt động từ thiện với Quỹ Trái tim yêu thương, hy vọng có thể mang lại niềm vui cho những trẻ em nghèo, kém may mắn, mắc bệnh tim không có điều kiện để chữa trị. Ngày hôm nay tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra chương trình Múa Hoa Muôn Sắc với các tác phẩm đã đoạt giải trong các kỳ liên hoan, hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc, các cuộc thi sáng tác và tài năng biểu diễn trẻ. Đây là lần thứ hai Hội nghệ sĩ múa Việt Nam tổ chức một chương trình dành riêng cho múa. Lần thứ nhất diễn ra vào tháng 12 năm 2012 tại Hà Nội. Tiếp tục chương trình là các tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều qua theo giờ địa phương, một vụ nổ lớn đã xảy ra trên đường đua marathon ở thành phố Boston, thủ phủ của bang Massachusetts ở miền đông bắc nước Mỹ. Và vụ nổ này đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương. Theo cảnh sát thành phố Boston, một quả bom hoặc có thể là nhiều hơn đã phát nổ, gây ra 2 tiếng nổ liên tiếp tại vị trí cách đích đến của cuộc chạy đua marathon không xa. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các dịch vụ cấp cứu tại hiện trường đã được mau chóng triển khai. Hầu hết những người bị thương đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa bang Massachusetts. Trong hiện nay thì vẫn chưa có thông tin chi tiết về tình trạng của những người này. Một quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Barack Obama đã bày tỏ mối quan tâm đối với vụ việc, đồng thời yêu cầu chính quyền cung cấp trợ cấp liên bang cho những người gặp nạn. Không chỉ tại Trung Quốc đại lục, đặc khu hành chính Hồng Kông của nước này cũng đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí tồi tệ. Và hôm qua ngày 15 tháng 4 được cho là ngày ô nhiễm không khí lên đến mức đỉnh điểm tại xứ Cảng Thơm. Điều này đã làm suy yếu vai trò của một trung tâm tài chính của khu vực châu Á. Chỉ số ô nhiễm không khí lên tại các trạm kiểm soát chất lượng không khí ở đường phố Hồng Kông đã lên đến mức cao nhất trong năm nay. Chính quyền đặc khu hành chính phải kêu gọi tất cả người già, trẻ em và những người có tiền sử về bệnh tim mạch cũng như hô hấp nên ở trong nhà. Khi bến cảng mang tính biểu tượng của thành phố chìm trong màn sương dày đặc, trong khi các tòa nhà chọc trời khó có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Người dân xứ Cảng Thơm cho biết đây là đợt ô nhiễm không khí tồi tệ nhất tại đây trong vòng 2 năm qua. Theo trường đại học Hồng Kông, chỉ riêng trong tháng 3 thì tình trạng ô nhiễm không khí đã có liên quan đến cái chết của 322 người trong thành phố. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Anders Rasmussen vào ngày hôm qua đã ký một thỏa thuận chính trị quan trọng. Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác để đối phó với những thách thức an ninh đang nổi lên trong khu vực và trên thế giới hiện nay. Việc ký kết này được thực hiện trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày qua của Tổng thư ký NATO đến Nhật Bản. Theo thỏa thuận này, hai bên sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác, củng cố cũng như mở rộng hợp tác trong lĩnh vực an ninh, các kế hoạch khẩn cấp và cứu trợ thiên tai. Theo Thủ tướng Nhật Bản, thỏa thuận này là khởi điểm cho mục đích hướng đến một mối quan hệ hợp tác mới giữa nước này và NATO. Trong khi đó, ông Rasmussen cho rằng, khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương không có tham vọng đóng vai trò thường trực ở châu Á, thì việc hợp tác với các đối tác có cùng quan điểm như Nhật Bản mang lại lợi ích rất rõ ràng cho NATO. Thái Lan và Campuchia ngày hôm qua đã đưa ra tranh chấp biên giới tại khu vực quanh ngôi đền cổ Prayut Vihear, nơi từng xảy ra các vụ xô xát đổ máu giữa hai nước láng giềng, ra Tòa án Công lý Quốc tế tại Hà Lan. Tòa án Công lý Quốc tế đã bắt đầu các phiên điều trần kéo dài một tuần liên quan đến việc tranh chấp chủ quyền khu vực xung quanh đền Prayut Vihear giữa Thái Lan và Campuchia. Hai năm trước, Phnom Penh cũng đã đề nghị tòa án trên làm sáng tỏ một phán quyết của tòa án này năm 1962 về các tranh chấp quanh ngôi đền cổ. Tòa án Công lý Quốc tế dự kiến sẽ phải mất vài tháng mới có thể đưa ra phán quyết về vụ việc. Trước đó, hồi tháng 2 năm 2011, 10 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột tại Prayut Vihear và các vụ xô xát gần đó hồi tháng 4 năm 2011 khiến 18 người chết. Tòa án Công lý Quốc tế sau đó ra phán quyết yêu cầu cả hai nước phải rút quân. Nhưng kể từ giữa năm 2011 đến nay, căng thẳng giữa hai nước xung quanh vấn đề của ngôi đền cổ đã giảm bớt sau khi Thủ tướng Yingluck Shinawatra lên nắm quyền.
Cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài trong suốt hơn 2 năm qua tại Syria đã khiến cho hàng nghìn người thiệt mạng và đẩy hàng triệu người dân vào cảnh sống bấp bênh. Bên cạnh đó, đạn pháo chiến tranh cũng đã hủy hoại không ít các di tích quan trọng của nước này. Bộ Thông tin Syria mới đây đã quyết định tổ chức một buổi triển lãm tranh ảnh về các di tích bị tàn phá nói trên. Tại triển lãm, các bức ảnh được chụp lại cho thấy một loạt các tòa nhà, trong đó có cả những nhà thờ Hồi giáo quan trọng và nhà thờ nói chung bị tàn phá trong các cuộc giao tranh giữa lực lượng quân đội Syria và phe đối lập. Để so sánh, sự kiện cũng trưng bày những bức ảnh của các khối kiến trúc trước thời kỳ khủng hoảng tại đây. Bên cạnh đó, các thước phim về một loạt các cuộc tấn công xảy ra trên khắp Syria cũng đã được phát lại để khách tham quan hiểu rõ hơn về tình trạng bất ổn của đất nước. Chúng tôi, những người làm báo chí có trách nhiệm nói ra sự thật cho tất cả mọi người. Lịch sử cũng yêu cầu chúng ta phải ghi lại những tài liệu về những gì đã xảy ra ở Syria. Trong khi đó, Bộ trưởng Thông tin Syria cho biết, một số phương tiện truyền thông nước ngoài đã bóp méo sự thật và có những cảnh báo xuyên tạc về nước này kể từ khi khủng hoảng nổ ra, đồng thời cho rằng sự xâm nhập của các lực lượng bên ngoài cũng góp phần khiến tình hình tại quốc gia Trung Đông này trở nên căng thẳng. Trên khắp châu Âu hiện có khoảng 1,5 triệu trung tâm thể dục thể thao. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, những nơi này đã và đang tiêu tốn một lượng lớn năng lượng. Chính vì điều này mà nơi đây, các nhà khoa học người Italia đã đề xuất một giải pháp mới với hy vọng góp phần giải quyết bài toán năng lượng nói trên. Đơn vị đưa ra giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các trung tâm thể dục thể thao là công ty tư vấn kỹ thuật D'Apollonia của Italia. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một hệ thống có thể trả lời 4 câu hỏi lớn. Đó là bằng cách gì, khi nào, tại sao và ở đâu năng lượng được sử dụng bên trong các trung tâm thể dục thể thao. Cuối cùng, chúng tôi đã phát hiện ra 4 mô đun độc lập dùng cho việc giám sát, kiểm soát và tối ưu hóa mức năng lượng tiêu thụ, đồng thời thông tin đến các nhà quản lý về tình hình tiêu thụ năng lượng ở những khu vực khác nhau trong khu vực trung tâm của họ. Một trung tâm thể thao gần thủ đô Rome của Italia đang là nơi thử nghiệm hệ thống trên. Hệ thống này bao gồm các bộ cảm biến quanh hồ bơi để theo dõi mức năng lượng sử dụng cho việc thắp sáng, sưởi ấm, làm mát, thông gió, cùng nhiều mục đích khác. Dữ liệu thu thập từ hồ bơi và những khu vực tập luyện khác sau đó được gửi đến mô đun chính để phân tích và đưa ra các biện pháp nhằm tối ưu hóa mức năng lượng tiêu thụ. Theo các nhà nghiên cứu, khi hoàn thiện, hệ thống sẽ giúp các trung tâm thể dục thể thao tiết kiệm đến 30% hóa đơn tiền điện chỉ sau 5 năm. Nói đến rác thải dường như là nói đến một vấn đề chung của rất nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên thì dường như ở các nước đang phát triển thì vấn đề này càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Và tại thủ đô Nairobi của Kenya thì chỉ có 1/3 rác thải được đưa đến một bãi rác duy nhất trong thành phố. Trong khi đó thì số còn lại vẫn còn nằm rải rác ở khắp mọi nơi. Và nhằm giải quyết tình trạng này thì một công ty ở đây đã phát triển một mô hình quản lý chất thải tiên tiến nhằm khuyến khích việc tái chế và ủ phân từ rác thải. Ở nơi ngoại ô của thủ đô Nairobi, người dân vẫn luôn cẩn thận né tránh những đống rác, lâu nay đã trở thành cảnh tượng quen thuộc của thành phố. Chúng tôi chẳng có nơi nào để vứt rác cả, do đó chúng tôi đã vứt chúng ở mọi nơi, ngay cả trên những con đường. Năng lực quản lý rác thải yếu kém của Nairobi đã tạo điều kiện kinh doanh cho các công ty tư nhân tại đây. Tuy nhiên, rất ít công ty nói trên đồng ý cung cấp dịch vụ cho khu vực dân cư có thu nhập thấp như Kangemi. Do đó, 2/3 rác thải ở đây, tức là khoảng 1.400 tấn rác vẫn chưa được thu dọn. Và công ty giải pháp cho rác thải Katakata đã quyết định sẽ thay đổi thực trạng này bằng cách cung cấp dịch vụ thu gom rác thải giúp người dân ở riêng khu vực Kangemi. Về mặt pháp lý, Hội đồng thành phố Nairobi ủng hộ việc cung cấp các dịch vụ quản lý rác thải cho người dân. Hiện chúng tôi có 8 xe tải phục vụ việc gom rác cho một bộ phận dân chúng trong thành phố 3,5 triệu người này. Giờ đây, chỉ cần trả cho công ty giải pháp cho rác thải Katakata $1 mỗi tháng, những người như Sera đã có thể yên tâm với nguồn rác thải sinh hoạt của gia đình. Hiện tại, 80% rác thải do công ty nói trên thu gom về đã được tái chế thành phân bón. Vài năm trở lại đây thì du khách có dịp đến với thủ đô Kabul ở Afghanistan sẽ được chứng kiến một sự thay đổi đặc biệt. Đó là sự xuất hiện của những trang phục thời trang nam trên những con phố ở trung tâm thủ đô Kabul, một điều mà trước đây chưa từng có. Sự thay đổi này đã góp phần khiến cho đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ở thủ đô Kabul ngày càng thêm phong phú.
Tại một địa điểm bí mật ở Kabul, ông Obaidullah Zazai đang dạy một số thanh niên Afghanistan cách trình diễn trên sàn catwalk và cách chọn trang phục để làm họ nổi bật, tinh tế hơn trước người khác. Zazai là một nhà thiết kế kiêm người mẫu, nhưng nơi ông thành danh không phải là Afghanistan mà là Pakistan, bởi xã hội Afghanistan do Taliban cầm quyền trước đây không chấp nhận thời trang và càng không chấp nhận nam giới làm người mẫu. Chính vì vậy, sau khi trở về từ Islamabad, ông muốn đem những kiến thức về thời trang của mình truyền lại cho những người có niềm đam mê như ông. Có một số người cho rằng công việc tôi đang làm đã chống lại đạo Hồi. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không đúng. Tôi chỉ đang làm việc vì cái đẹp. Trong vài năm gần đây, thời trang nam đã từng bước tạo dựng được chỗ đứng ở Kabul và chịu ảnh hưởng chủ yếu từ các khuynh hướng thời trang của châu Á và châu Âu. Nhiều cửa hàng quần áo và các tiệm chăm sóc tóc mọc lên khắp thành phố. Nam giới cũng bắt đầu tìm hiểu để thay đổi hình ảnh của họ. Tuy nhiên, do những quan niệm hà khắc của người Hồi giáo, nên rất có thể ngành thời trang nam vừa mới chớm nở sẽ còn phải mất nhiều thời gian trước khi gặt hái thành công tại Afghanistan. Trong những ngày này, người dân Myanmar đang tưng bừng đón năm mới theo Tết Phật lịch với những hoạt động té nước truyền thống. Tuy nhiên, trong không khí vui vẻ và đầy hào hứng như thế thì lại xảy ra một vấn đề khá nóng, đó là tranh cãi xung quanh trang phục dành cho phụ nữ tham gia sự kiện này. Người Myanmar quan niệm té nước vào nhau trong dịp Tết cổ truyền Singyan có ý nghĩa biểu trưng nhằm gột rửa những lỗi lầm trong năm vừa qua và khởi đầu một năm mới với sự thanh khiết trong tâm tưởng. Họ còn cho rằng những ai càng té được nhiều nước thì người đó sẽ càng gặp nhiều may mắn và luôn được an lành trong năm mới. Sau khi bị dội nước lên người, họ sẽ đi bộ dưới cái nóng oi bức của mặt trời để làm khô quần áo. Trong những ngày này, trên các con phố ở cố đô Yangon, một số phụ nữ lại diện những trang phục hiện đại được cho là quá mát mẻ với lý do là thời tiết quá nóng và nếu bị dính nước thì quần áo sẽ nhanh khô hơn. Tuy nhiên, phần lớn người dân Myanmar cho rằng phong cách ăn mặc như thế không phù hợp và sẽ ảnh hưởng tới nền văn hóa truyền thống. Họ cho rằng phụ nữ Myanmar nên mặc trang phục truyền thống hay ít nhất là áo có ống tay và quần dài đến mắt cả chân. Ăn mặc như thế là không phù hợp với truyền thống văn hóa Miến Điện và nó dễ gây ra những vụ lạm dụng tình dục tại lễ hội. Các cơ quan truyền thông cũng đã lên tiếng chỉ trích những người phụ nữ ăn mặc hở hang và công bố ảnh của họ ở một số điểm trong lễ hội. Một số người còn đề xuất một đạo luật chuẩn hóa trang phục của phụ nữ trong một số sự kiện đặc biệt. Lễ hội té nước truyền thống này sẽ kéo dài đến ngày đầu tiên của năm mới là ngày 17 tháng 4 theo lịch của người Myanmar. Nếu như ở phần đề cử giải thưởng MTV Movie Awards năm 2013 đã từng gây bất ngờ bởi tính hàn lâm, thì trong lễ trao giải được diễn ra vào sáng qua theo giờ Việt Nam, bộ phim Lên Ngôi lại là một tác phẩm bom tấn giải trí The Avengers, tạm dịch là Biệt đội siêu anh hùng. Bộ phim thu về hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ trong năm qua đã chiến thắng ở hạng mục phim hay nhất. Marvel's The Avengers. Tác phẩm Biệt đội siêu anh hùng, bộ phim ăn khách nhất năm 2012 đã vượt qua những Django Unchained, Silver Linings Playbook để đạt giải phim hay nhất, bên cạnh hai giải thưởng khác là nhân vật phản diện ấn tượng nhất và cảnh chiến đấu hấp dẫn nhất. Biệt đội siêu anh hùng là một trong những bộ phim ăn khách nhất năm 2012. Trong tuần đầu tiên ra rạp, bộ phim này chỉ mất 3 ngày để đạt doanh thu 207 triệu đô la Mỹ, phá kỷ lục của cả 3 phim The Incredible Hulk, Captain America The First Avenger và Thor. Giải thưởng này là niềm an ủi lớn cho biệt đội siêu anh hùng sau khi phim liên tục trượt các giải thưởng lớn trước đó. Trước khi lễ trao giải MTV Movies Awards lần thứ 22 được diễn ra, các ứng cử viên hàng đầu là Django Unchained với 7 đề cử và Silver Linings Playbook với 6 đề cử. Các bộ phim tranh giải Oscar và hiếm khi xuất hiện tại những giải thưởng thường vinh danh những bộ phim tin như của MTV. Song nếu như Silver Linings Playbook còn được tôn vinh với giải nam diễn viên chính dành cho diễn viên Bradley Cooper, nữ diễn viên chính dành cho Jennifer Lawrence và nụ hôn đẹp nhất của chính cặp đôi này, thì Django Unchained chỉ chiến thắng tại duy nhất hạng mục cảnh quay quái dị nhất. Đáng buồn hơn chính là bộ phim Trạng Vàng, bộ phim rất được giới trẻ trên toàn thế giới yêu thích, lại chỉ nhận được một giải thưởng vô thưởng vô phản là màn cởi trần đẹp nhất dành cho Taylor Lautner. MTV Movie Awards là giải thưởng hàng năm của MTV nhằm vinh danh những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực điện ảnh. Các đề cử sẽ do các chuyên gia của MTV đưa ra, nhưng người quyết định giải thưởng lại là khán giả thông qua việc bầu chọn trên trang web của MTV. Thông tin văn hóa vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi.
Xin chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc thật hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.